Xin chào tất cả các bạn, Cám Lợn đã quay trở lại rồi đây. Là mình đấy. Trong video hôm trước thì mình có chia sẻ với các bạn, video hôm trước đây, trên góc này. Mình có nói với các bạn rằng tại sao mình không thích iPhone nói chung và mình sẽ không mua chiếc iPhone 10S và 10S Max. Nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân của mình về chuyện mua hay là không mua. Vắng mỡ thì chợ vẫn đông, nha. Và vẫn còn rất nhiều người muốn sở hữu cho mình một chiếc siêu phẩm mới đến từ hãng Apple. Vậy trong 3 chiếc iPhone vừa mới ra mắt, thì phải chọn chiếc nào cho hợp lý nhất? Trong video này, mình sẽ giải đáp với câu hỏi vừa sau. Trong đó thì có bộ đôi là 10S và 10S Max là flagship trong năm nay của Apple với cấu hình gần như tương đương nhau, chỉ khác nhau về kích thước màn hình và dung lượng pin. Còn chiếc XR cũng có cùng sức mạnh của con chip A12 Bionic, nhưng màn hình độ phân giải thấp hơn, camera đơn, cùng với đó là 1GB RAM ít hơn. Bù lại thì có khá nhiều thứ khác hấp dẫn dành cho các bạn lựa chọn. Vậy phải chọn chiếc iPhone nào để phù hợp nhất với nhu cầu của các bạn? Hãy cùng nhau phân tích ngay bây giờ. Trước khi bắt đầu video thì các bạn nếu có nhu cầu mua iPhone 10S, 10S Max và 10R chẳng hạn, 10R thì mình chưa biết khi nào có, nhưng mà hiện tại 10S, 10S Max đã có tại Hoàng Hà Mobile. Link phần mô tả video. Và theo mình biết thì đây sẽ là một trong những bên về iPhone 10S, 10S Max sớm nhất. Các bạn nhớ check link bên dưới nhé. Đến mua đặc pass bạn giúp em. Trước hết chúng ta cùng nhau nói về chiếc iPhone 10S. Thì đây là một bản cập nhật về cấu hình so với chiếc iPhone 10 tiền nhiệm, có kích thước nhỏ nhất trong 3 chiếc iPhone vừa ra mắt năm nay. Tuy có màn hình là 5,8 inch khá lớn mà kích thước chỉ nhỉnh hơn một tẹo so với chiếc iPhone, ví dụ như iPhone 7 màn hình 4,7 inch thôi. Đối với những ai muốn một chiếc điện thoại flagship nhỏ nhắn có cấu hình mạnh mẽ nhất trong thời điểm hiện tại và đặc biệt là sử dụng iOS thì chiếc 10S chắc chắn sẽ là sự lựa chọn hợp lý nhất. Nhưng vì nó không có sự khác biệt đáng kể khi mà so với chiếc iPhone 10, cho nên để nâng cấp thì có vẻ không thể hợp lý lắm. iPhone 10S Max với cùng cấu hình của chiếc iPhone 10S vào kiểu dáng nhưng mà lại có cục pin lớn hơn đáng kể, đây mới là sự lựa chọn hợp lý cho người muốn nâng cấp, ví dụ như bạn đang dùng iPhone 10 chẳng hạn. Và đây cũng có lẽ là chiếc điện thoại mà phần đông ngay fan muốn mua nhất. Hiện nay đa số đều muốn có chiếc điện thoại với màn hình lớn, pin trâu để trải nghiệm giải trí như xem video, chơi game đã hơn rất là nhiều. Mình đã từng nhìn thấy rất là nhiều người kiểu try hard chơi game bằng iPad như bây giờ các thứ, bởi vì màn hình to nhìn rõ địch hơn so với iPhone, thì chiếc 10S Max màn hình 6.5 inch sẽ lựa chọn khá là hay. Nhưng mà giá bán cao có thể sẽ là điểm yếu duy nhất khiến nhiều người chùn chân khi quyết định, bởi vì theo như mình thấy mức giá khởi điểm cho chiếc iPhone 10S Max lúc mà về đến Việt Nam thời điểm này sẽ lên quanh hơn 30 triệu. Ngoài cấu hình, một điểm mạnh ở bộ đôi 10 và 10S khiến nhiều đại gia mê mệt đó là sự ra mắt của màu vàng mới trên bộ đôi 10S và 10S Max. Màu vàng này có vẻ giống vàng nhất từ trước đến nay, tức là giống với gọi là vàng gọi là 999 ấy. Có lẽ nó sẽ tạo nên một cơn sốt mới trông khá là sáng chảnh. Cuối cùng là chiếc iPhone 10R. Đây là một phiên bản giá rẻ hơn nhiều với màu sắc gợi cho chúng ta về cái sự ra mắt của chiếc iPhone 5C thời gian trước. Nhưng lần này cách làm của Apple đã hoàn toàn khác khi vẫn trang bị cho chiếc iPhone 10R này một con chip A12 Bionic, đem lại sức mạnh ngang ngửa bộ đôi siêu phẩm kia. Camera đơn nhưng cảm biến lại giống hệt camera chính trên cả 10S và 10S Max. Và theo những cái clip demo của Apple thì nó vẫn sở hữu khả năng xóa phông cực kỳ ổn. Một điểm cắt giảm nhẹ nữa là chúng ta sẽ không có 3D Touch. Cá nhân mình thì mình thấy cái tính năng này nó không quá là hữu ích và mình không quan tâm lắm. Thế nên là lực bỏ đi cũng được, không sao cả, để chúng ta có mức giá rẻ hơn. Điểm cắt giảm lớn nhất của chiếc 10R đó chính là việc sử dụng màn hình IPS LCD với viền màn hình khá dày so với 10S và 10S Max, và độ phân giải thấp hơn rất nhiều, chỉ là 1792x828, tức là chưa được 4HD, chỉ nhỉnh hơn 720p thôi. Trong khi đó thì kích thước khá lớn là 6,1 inch, nhỉnh hơn so với 10S nhưng lại nhỏ hơn 10S Max. Vì lý do này mà cái chiếc iPhone 10R ăn khá nhiều gạch đá từ cộng đồng và nhiều bạn cho rằng điện thoại gì mà giá hơn 20 triệu màn hình vẫn HD cộng vứt mẹ. Nhưng mà quan điểm của mình lại khác. Suy đi tính lại thì nhược điểm gần như duy nhất của chiếc điện thoại này là màn hình. Mặc dù màn hình có độ phân giải thấp nhất trong 3 chiếc iPhone hôm nay và kể cả so với tiêu chuẩn 2018, nhưng nó vẫn giữ được cái mật độ điểm ảnh là 326 ppi, ngang với iPhone 6, 6S, 7 và 8. Và đương nhiên là rất nhiều người vẫn thấy màn hình của những chiếc iPhone này là đẹp. Thế nên với chiếc iPhone 10R với 300 ppi đổ lên thì mình thấy rằng nó bắt đầu khó nhận thấy điểm ảnh rồi. Và một phần nữa là cũng do người dùng phổ thông thường không soi quá kỹ vào độ nét. Ngoài ra, cái đẹp của màn hình thì còn thể hiện ở nhiều tiêu chí khác nhau như là độ sáng, góc nhìn, màu sắc, tương phản, vân vân. Những điều này thì Apple luôn làm tốt rồi, mình không comment gì thêm nữa. Và lý do chính khiến người ta dùng iPhone là sự ổn định về phần mềm được hỗ trợ lâu dài, dễ sử dụng, và cái hệ sinh thái của iOS nó là kiểu như iMessage, FaceTime, vân vân.
Apple cực giỏi khi vẫn nắm bắt được tâm lý người tiêu dùng để tiết kiệm chi phí và tối đa hóa các lợi nhuận. Và cái sự kết hợp của nhiều màu sắc, khung nhôm series 7000 và mặt kính là cái điểm cuối cùng mình nghĩ rằng chiếc XR này, hay chính xác là 10R, sẽ rất là thành công hơn hẳn chiếc iPhone 5C của thời gian trước. Còn về quan điểm riêng thì Mr. Bằng có nói rằng là nếu mình có tiền, khả năng mình cũng sẽ mua một chiếc iPhone 10R. Đó là theo anh Bằng nói như vậy. Anh Bằng không biết là làm việc ở SH Media bao lâu đủ tiền mua 10R nhỉ? Lâu rồi. Lương SH Media được mấy xu rồi. Còn mình thì khả năng cao là mình vẫn sẽ sử dụng chiếc OnePlus 6 của mình thôi. Và cả Galaxy Note 9 nữa. Kết luận lại, dựa trên cấu hình và những gì Apple công bố thì đó là những gì mình có thể nhận định được. Và đó là những cái lời khuyên mình dành cho các bạn. Và nếu bạn nào quan tâm thì một phút cho quảng cáo, Hoàng Mobile đang bán tất cả các mẫu iPhone. Link phần mô tả video nha anh em. Nhớ đến mua là bạn dùng eo. Nếu video này giúp ích cho các bạn nhiều thì nhớ để lại một like và bấm subscribe bên dưới. Chúng ta gặp lại nhau trong nhiều video khác. Và mình là Cam Lợn. Xin chào anh em. Hẹn gặp lại trong các video khác. Bye.